Ở vùng biên giới xa xôi của tỉnh Đắk Lắk, mỗi tối lại có những lớp học đặc biệt của những người lính biên phòng. Đều học chữ mà mỗi lớp lại có một nội dung khác nhau, nhưng đều hướng tới việc vượt qua những bất đồng ngôn ngữ, đến gần với đồng bào, nhân dân hơn. Đây là lớp học mà cả thầy và trò đều là chiến sĩ mới. Ngoài giờ huấn luyện, vào buổi tối, các chiến sĩ cùng nhau ôn bài, luyện viết chữ. Những giờ học này rất quý giá đối với những tân binh là người đồng bào dân tộc thiểu số và chưa thành thạo tiếng Việt như Y Phiên Eban vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học từ lớp 1. Tôi tự học, tự viết cũng không được nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều lắm. Tôi vào đây tôi nhờ đồng đội bạn bè tập viết, tập đọc và nói tiếng Kinh, rồi biết viết, biết hiểu nhiều hơn. Không chỉ chiến sĩ mới, những cán bộ chiến sĩ công tác lâu năm cũng không ngừng học tập. Đều đặn các đêm, hàng tuần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Serepok lại tập đọc, tập viết bằng tiếng Ed. Việc học tiếng đồng bào chính là kim chỉ nam đảm bảo hiệu quả công tác địa bàn ở vùng biên Đắk Lắk, nơi có khoảng 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người Ed. Ở trong đơn vị là tăng cường giao tiếp một số từ cơ bản, một số câu giao tiếp cơ bản tiếng Ed đối với cho các đồng chí học viên học tiếng Ed đợt này, và biến cái việc giao tiếp tiếng Ed thành một cái hoạt động hàng ngày, một ngày khoảng 5-7 câu giao tiếp cơ bản và từ 5 đến 10 từ vựng cơ bản tiếng Ed. Từ khi có cái lớp học tiếng Ed này cùng với lại sự giúp đỡ của đồng chí đồng đội, là từ đó là cái lúc mà đi tuyên truyền cho nhân dân, vận động nhân dân ấy, với lại khi tiếp xúc với nhân dân thì đã được cải thiện hơn nhiều. Từ đó nhân dân hiểu mình hơn và mình cũng truyền đạt được đủ cái nội dung, đầy đủ nội dung, và nhân dân cũng hiểu hết được cái nội dung mà mình cần tuyên truyền. Những lớp học đặc biệt như vậy cứ sáng đèn mỗi tối, giúp người lính biên phòng gần dân hơn, để nghe được dân nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Ngoài giờ học trên lớp, cán bộ chiến sĩ cũng tranh thủ thực hành trong khi tuyên truyền, gặp gỡ nhân dân. Chỉ có bám dân, bám địa bàn, hiểu tâm tư tập quán sinh sống của đồng bào mới giúp được nhiều hộ dân nâng cao đời sống, thoát cảnh đói nghèo.